Xin chào thầy và các bạn, thì hôm nay mình sẽ nói về hệ miễn dịch. Đầu tiên mình nói một chút về lympho T. Lympho T là bạch cầu, chúng được sinh ra ở tủy xương thời thời kỳ phôi thai. Sau đó nó di chuyển lên tuyến ức và amidan. Nó ở đây chúng sẽ phát triển và trưởng thành và có khả năng là phân biệt được kháng nguyên ngoại lai và kháng nguyên của cơ thể. Từ đó nó di chuyển lên các hạch bạch huyết khắp cơ thể và ở lách và cư trú ở đây. Khi một mầm bệnh đi vào trong cơ thể thì thường là các virus nấm hay là tế bào ung thư là những nguyên nhân gây bệnh nội bào ấy. Thì việc đầu tiên đó là đại thực bào nó sẽ đến để bắt và nuốt các mầm bệnh này, sau đó trình diện kháng nguyên ra, kể cả kháng nguyên của cơ thể và kháng nguyên của mầm bệnh trên màng tế bào của chúng. Bạn hình dung là cái đại thực bào này giống như một cảnh sát trinh thám vậy đó. Sau đó thì có một tế bào T hỗ trợ tới và trình diện kháng nguyên với thực bào này, và khi nó phát hiện ra được kháng nguyên ngoại lai thì lập tức là nó bị kích hoạt và phân chia biệt hóa. Ở đây nó phân biệt hóa thành ba loại, đó là T độc, T nhớ và T điều hòa. Thì T độc có nhiệm vụ đó là tiết chất độc và phá vỡ màng tế bào, sau đó đồng thời thì nó tiết ra cytokine để kích thích và hấp dẫn các đại thực bào khác đến để tiêu diệt mầm bệnh. Còn T nhớ thì có nhiệm vụ là đi mét lẹo đó, là phát ra cái lệnh truy nã các kháng nguyên ngoại lai này, để khi nó bắt gặp kháng nguyên ngoại lai này trong cơ thể thì lập tức nó bị kích hoạt và phân chia việt hóa. Đối với T điều hòa thì khi mà các kháng nguyên ngoại lai này bị tiêu diệt hết thì kháng nguyên này sẽ tạo một feedback hóa học để ức chế và dừng cái phản ứng miễn dịch này. Vì nếu như là phản ứng miễn dịch quá mức, nó có thể sẽ gây ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh. Sau đây là mình nói về hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch là một hệ thống bảo vệ vật chủ gồm nhiều cấu trúc và quá trình sinh học. Cấu trúc ở đây á là da, trên da thì có axit lactic và axit béo để ngăn vi khuẩn không xâm nhập vào. Ngoài ra thì còn có niêm mạc hô hấp, trong máu thì có bạch cầu. Còn quá trình sinh học như là quá trình viêm. Cách thức hoạt động đó là phát hiện mầm bệnh và tấn công phân biệt. Nếu giả sử như một ngày nào đó hệ miễn dịch của chúng ta không phân biệt được mầm bệnh và các mô lành của cơ thể thì nó lại tấn công vào các mô lành của cơ thể, thì khi đó là chúng ta sẽ mắc bệnh tự miễn. Phân loại thì hệ miễn dịch có hai loại chính. Thì miễn dịch đầu tiên đó là miễn dịch di truyền và có nhiều tên khác nhau tùy tài liệu. Miễn dịch thứ hai đó là miễn dịch thích ứng hay là thích nghi. Có hai cơ chế ở miễn dịch này, đó là miễn dịch qua trung gian tế bào, thường là nhắc đến lympho T. Miễn dịch dịch thể. Ở trong miễn dịch dịch thể này thì chúng ta thường nói đến là miễn dịch qua trung gian là kháng thể, đó là miễn dịch mắc phải. Có một số tài liệu thì họ đánh đồng việc miễn dịch dịch thể này và miễn dịch mắc phải, nhưng theo mình thì nó chưa đúng, tại vì miễn dịch dịch thể nó rộng hơn. Đây là sơ đồ, và để tránh nhầm lẫn giữa thể chủ động và thể thụ động thì các bạn hình dung là câu chuyện cây cần câu và con cá. Thì ở thể chủ động tức là các bạn cho họ cái cần câu, tức là cho cơ thể kháng nguyên
để cơ thể tự kích thích tạo ra kháng thể và các lympho chuyên biệt. Còn thể thụ động thì các bạn cho họ con cá luôn, tức là cho cơ thể kháng nguyên luôn, nên là do đó cái thể chủ động này nó bền vững hơn, lâu dài hơn là thể thụ động. Ngoài hai miễn dịch trên thì còn có một loại miễn dịch nữa tách biệt hoàn toàn và chuyên biệt, chuyên bảo vệ nào, đó là hệ miễn dịch thần kinh thông qua hai hàng rào máu não và hàng rào máu dịch tụy. Trên lâm sàng thì bệnh miễn dịch phân thành ba nhóm lớn, là suy giảm miễn dịch, các bệnh tự miễn và các phản ứng quá mẫn, thì thường cho nên là gặp dị ứng. Và cuối cùng, chiếc áo không nói lên được thầy tu, mà mặc áo blues thì ra đường cũng bị đánh. Nên do đó, chúng ta cần nâng cao sức đề kháng, hệ miễn dịch, kể cả nghỉ đêm và nghỉ bóng. Vì kiến thức mình có hạn nên sẽ có những sai sót trong video, nên mong thầy và các bạn góp ý. Cảm ơn đã lắng nghe.